Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hé lộ bước tiến mới trong vấn đề Biển Đông giữa Việt Nam, Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật tình hình trong khu vực Biển Đông mấy ngày gần đây, bên cạnh điểm nóng về vấn đề Đài Loan, chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc cũng gây được sự chú ý không kém. Được biết, vừa qua Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong 2 ngày theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Luật Chứng thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước đi sâu, trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nhà nước Việt, Trung và tình hình quốc tế, khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, kết thúc chuyến thăm. Hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi, sông liền một dải, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng nhau chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả của hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức nhất trí phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng. Nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Cần phát huy ưu thế gần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Đồng thời, lãnh đạo hai bên cũng nhất trí về việc tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt-Trung tới người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng rà soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa về vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài ở khu vực. Nhắc đến vấn đề Biển Đông, vẫn biết đây vốn là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm qua giữa hai bên. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ này, vấn đề đã được hai nhà lãnh đạo đề cập và cho ra các tuyên bố chung liên quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có những chia sẻ với chúng tôi như sau. Về nội dung liên quan đến vấn đề Biển Đông được nêu trong tuyên bố chung trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, ông cho rằng không chỉ dư luận Việt Nam, Trung Quốc quan tâm mà cả khu vực, các nước có quyền lợi liên quan đến Biển Đông đều quan tâm. Họ xem quan điểm chính trị của những người đứng đầu đảng và nhà nước của Việt Nam và Trung Quốc thể hiện như thế nào. Nội dung trong tuyên bố chung của Việt Nam-Trung Quốc có liên quan đến vấn đề Biển Đông. Theo đó, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, cho rằng kiểm soát thỏa đáng, bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh lâu dài ở khu vực. Hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy, thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và tiếp tục thúc đẩy để có văn bản có giá trị pháp lý cao hơn là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hoạt động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Ông Trường cho nhận định rằng đây là bước tiến rất quan trọng giữa hai nước trong vấn đề Biển Đông, bởi nếu như toàn bộ những tuyên bố, quan điểm của lãnh đạo cấp cao hai bên được triển khai thực tế, sẽ góp phần giữ gìn ổn định an ninh, an toàn trên khu vực Biển Đông, đảm bảo cho hoạt động của các ngành hàng hải, hàng không được duy trì và phát triển.
Thứ hai, quan điểm của hai vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là nền tảng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục tiến tới để có thể có được văn bản thỏa thuận có giá trị pháp lý hơn. Được biết, không chỉ với chuyên gia Việt Nam mà truyền thông Trung Quốc cũng đã tin tưởng vào các thành tựu giới chức lãnh đạo hai bên đạt được sau cuộc gặp mặt. Trước đó, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn Cầu biết chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tính chất đặc biệt quan trọng của mối quan hệ hai nước Trung Quốc-Việt Nam. Mối quan hệ đó vượt qua mối quan hệ song phương trên ý nghĩa nói chung có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đồng thời, bà cho biết mối quan hệ với Đảng giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với Đảng Cộng sản Việt Nam có tác dụng dẫn dắt quan trọng đối với mối quan hệ nhà nước giữa hai nước. Kinh nghiệm lịch sử hơn 70 năm đã chứng minh điểm này. Hiện nay, bên trong hai nước đều đã tiến sang giai đoạn phát triển mới, có rất nhiều vấn đề mới về quản trị đất nước cần phải nghiên cứu bàn bạc. Cuộc gặp nhà lãnh đạo hai đảng sẽ đem lại động lực lớn cho sự hợp tác giữa các ban ngành chính phủ hai nước và các địa phương. Chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng phản ánh sự đoàn kết, nhất trí và mối quan hệ gắn kết trên lý thuyết giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ Nam Hoa của Trung Quốc hôm đó dẫn phân tích của chuyên gia nghiên cứu về vấn đề quốc tế tại trường đại học Waseda ở Tokyo, Nhật Bản cho rằng chuyến thăm cấp cao là tín hiệu quan trọng mà Việt Nam gửi tới Trung Quốc và thế giới, tỏ rõ Hà Nội mong muốn giữ gìn quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lành mạnh. Chuyên gia đó bình luận, chuyến thăm và điện chúc mừng của ông Nguyễn Phú Trọng cũng phù hợp với truyền thống đi lại giữa hai đảng. Sau mỗi lần Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều cử đại sứ đặc biệt đi thăm Trung Quốc. Hơn nữa, đối với Trung Quốc, trong bối cảnh lớn, Mỹ không ngừng lâm le suối bẩy Đông Nam Á cảnh giác với Trung Quốc. Việc quản lý mối quan hệ với Việt Nam cũng là một trong những ưu tiên về ngoại giao của Bắc Kinh. Được biết, trong mấy năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các nước lớn mang lại ngày càng nhiều sự bất định trong tình hình khu vực. Tháng 9 năm nay, hai tuần sau khi Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Vương Nghị thăm Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lập tức nói mối quan hệ Việt-Mỹ không có hạn chế và tuyên bố Washington ủng hộ Việt Nam trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Phân tích cho rằng Mỹ đang tăng cường nỗ lực lôi kéo Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Thế nhưng Nam Hoa Tảo báo dẫn lời các chuyên gia nói do Việt Nam áp dụng chính sách quốc phòng 4-0 cộng thêm ký ức lịch sử về sự xâm lược của Mỹ và mâu thuẫn về ý thức hệ, Việt Nam và Mỹ không thể nào trở thành đồng minh quân sự. Chính sách 4-0 của Việt Nam là nói không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với bất cứ quốc gia nào để chống lại quốc gia khác, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam hoặc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại quốc gia khác và trong quan hệ quốc tế không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Bà Phan Kim Nga cho phóng viên Thời báo Hoàn Cầu biết, cho dù mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đứng trước những thử thách do các nhân tố quốc tế đem lại, nhưng hai nước đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo có lợi ích chiến lược chung. Hai đảng đều có nhu cầu nghiên cứu thảo luận vấn đề làm thế nào để giữ gìn sự an toàn chế độ xã hội chủ nghĩa và sự an toàn cầm quyền của đảng trong tình thế mới. Bà Phan Kim Nga đồng thời cho biết có một hiện tượng đáng chú ý, nhất là trong mấy năm nay, sự hợp tác giữa năm nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang được tăng cường. Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cuba trong các lần đại hội đảng khóa mới nhất đều tuyên bố rõ ràng là sẽ tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Lần này, ông Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc sẽ giúp ích cho việc hai nước tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, quản lý bất đồng và phát triển mối quan hệ trên biển giữa hai nước. Trên đây là những thông tin cập nhật về diễn biến mới nhất trên Biển Đông của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn còn suy nghĩ gì về những diễn biến mới này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.